Xin chào các bạn. Thì ngày 17 tháng 6 năm 2024 thì Chính phủ có ra Nghị định 64 năm 2024. Nghị định Chính phủ về cái gia hạn cái thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và cái tiền thuê đất năm 2024. Thì đối tượng áp dụng là theo quy định tại nghị định này bao gồm người nộp thuế, cơ quan thuế, công chức thuế, cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân khác có liên quan. Đối tượng được gia hạn là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong ngành kinh tế như là nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Chi tiết các bạn đọc ở đây, xây dựng này, đó, vân vân. Về cái gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp bao gồm cả thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi nguồn người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 đến tháng 9 năm 2024. Đối với trường hợp mà kê khai thuế gia tăng theo phương pháp tháng hoặc là kê khai theo quý 2 năm 2024, quý 3 năm 2024, đối với trường hợp kê khai thuế gia tăng theo quý của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại điều 3 nghị định này, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế gia tăng của tháng 5 năm 2024, tháng 6 năm 2024 và quý 2 năm 2024. Thời gian gia hạn đó là 4 tháng đối với thuế gia tăng của tháng 7 năm 2024. Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với thuế gia tăng của tháng 8 năm 2024. Và thời gian gia hạn là 2 tháng đối với thuế gia tăng tháng 9 năm 2024 và quý 3 năm 2024. Đây là cái thời gian gia hạn. Thời hạn nộp thuế gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2024. Chậm nhất là 20 tháng 11 năm 2024. Bình thường nếu mà các bạn nộp thuế giá tăng theo tháng thì là ngày 20 của tháng sau là các bạn đã phải nộp thuế giá tăng rồi. Đấy. Còn thời hạn nộp thuế giá tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024. Thời hạn nộp thuế giá tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024. Và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024. Thời hạn nộp thuế gia tăng của kỳ tính thuế tháng 9 năm 2024 chậm nhất là 20 tháng 12 năm 2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2024 chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 3 năm 2024 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Về cái thủ tục gia hạn, trình tự và thủ tục gia hạn thì người nộp thuế là người nộp thuế trực tiếp kê khai nộp thuế đối với quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, sau đây gọi là giấy đề nghị gia hạn lần đầu hoặc là thay thế khi phát hiện có sai sót, bằng phương pháp điện tử gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua bưu điện theo mẫu phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuế đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn của cùng thời điểm, nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2024. Đó. Các bạn phải nộp cái giấy đề nghị gia hạn này trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn. Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thuế, tiền thuế đất của kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Nên hôm nay đã là 25 tháng 9 năm 2024 rồi. Nếu mà đơn vị nào các bạn chưa nộp thì các bạn có thể là rà soát lại và nộp cái giấy đề nghị này trước ngày 30 tháng 9 nhé. Thì để nộp cái giấy đề nghị gia hạn này trước ngày 30 tháng 9 thì các bạn nếu mà nộp theo phương pháp điện tử thì các bạn cần phải đăng ký. Trước tiên là các bạn đăng nhập vào cái tài khoản của đơn vị các bạn trên cái hệ thống thuế điện tử eTax này. Tiếp theo thì các bạn vào cái chỗ là cái khai này, đăng ký tờ khai đây. Các bạn vào đăng ký tờ khai để các bạn đăng ký cái tờ khai này, nộp điện tử. Các bạn vào đăng ký thêm tờ khai đây. Sau đó thì bạn kéo xuống cái phần gia hạn nộp thuế, cái mẫu giấy đề nghị gia hạn. Để gia hạn nộp thuế đây. Đó, gia hạn nộp thuế đây này. Các bạn tìm đến cái gia hạn nộp thuế theo Nghị định 64 năm 2024. Nếu ở đây mà không thấy thì có thể là các bạn đã gia hạn rồi, các bạn đã đăng ký rồi. Bạn vào lại chỗ đăng ký thêm tờ khai này, các bạn kéo xuống xem gia hạn nộp thuế. Đây là gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024 này. Đây chính là cái mẫu này. Đấy. Cái này nếu mà nó nằm ở cái phần này thì mà có cái chỗ đăng ký thêm tờ khai này thì là các bạn đã đăng ký rồi. Đó. Còn nếu mà các bạn chưa thấy nó thì các bạn cần phải đăng ký. Đăng ký thì các bạn vào thêm tờ khai để các bạn tích vào, các bạn đăng ký. Sau đó thì các bạn chấp nhận thì nó sẽ đăng ký lên đây rồi. Đó. Tiếp theo để nộp cái tờ khai này thì các bạn có thể là kê khai trực tuyến, hoặc là các bạn vào cái HTKK này, các bạn tạo cái mẫu nộp tờ khai để các bạn nộp qua hệ thống thuế điện tử. Để trường hợp các bạn một cái khai trực tuyến nên các bạn vào đây, sau khi đăng ký xong thì nó sẽ lên ở đây khi gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2024 này. Đó. Đấy, đây nó sẽ lên cái tờ khai, sau đó các bạn nhấn tiếp tục. Thì đây nó sẽ ra cho các bạn là các cái loại thuế đây, loại thuế đề nghị gia hạn thì các bạn gia hạn thuế gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất thì các bạn tích tất các ba mục này. Còn nếu mà các bạn không có cái thuê đất thì các bạn bỏ cái tiền thuê đất này đi, các bạn chỉ gia hạn cái thuế gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp thôi. Đó. Nếu các bạn mà có cái tiền thuê đất ở đây thì chỗ này nó sẽ thêm thông tin cho các bạn là cái cục thuế mà cái lô đất của bạn đang thuê này, tỉnh thành phố này và địa chỉ này, số thông báo tiền thuê đất hoặc là cái ký hiệu, số hợp đồng thuê đất. Đó, thì các bạn phải điền đầy đủ thông tin vào. Còn nếu các bạn không có thì các bạn bỏ tích ở đây đi. Thì các bạn sẽ xuống cái mục dưới, đó là dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Đó, thì các bạn tích vào doanh nghiệp siêu nhỏ này. Các bạn điền đầy đủ thông tin về các công trình, về ngành này, số lao động, doanh thu và nguồn vốn. Hoặc là đơn vị các bạn là đơn vị doanh nghiệp siêu nhỏ thì ở đây. Đó. Còn đối với cái doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thì các bạn tích ở dưới này. Giả dụ đơn vị các bạn là sản xuất chế biến thực phẩm chẳng hạn, tích ở đây. Sau khi đã tích và hoàn thành này thì các bạn nhấn vào hoàn thành. Thì ra cái giấy đề nghị này. Đến đây các bạn cắm chữ ký số vào, các bạn ký và gửi ra cơ quan thuế để gia hạn. Còn trường hợp mà các bạn làm trên HTKK thì các bạn download cái HTKK mới nhất về, sau đó các bạn tìm đến cái mục gia hạn nộp thuế. Để gia hạn nộp thuế đây. Đó, các bạn nhấn vào cái Nghị định 64. Nếu mà các bạn là nộp lần đầu, các bạn sẽ ở lần đầu đây. Còn nếu mà các bạn đã nộp một lần rồi, các bạn muốn thay thế thì các bạn tích vào thay thế. Ở đây tôi demo cho các bạn này, nó đang ở chỗ lần đầu, các bạn nhấn đồng ý. Ở đây thì đã có tồn tại rồi. Đây cái tờ khai này đã tồn tại rồi. Đây tôi sẽ chuyển cho các bạn cái mã số thuế khác. gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm. Đồng ý. Đây chính là cái giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất trên HTKK. Đến đây thì các bạn cũng xem là mình có gia hạn cái tiền thuế đất này không. Nếu mà có thì các bạn tích vào, nếu mà không có thì các bạn bỏ đi. Đó. Thì cái này nó sẽ chìm xuống. Còn cái đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ đây thì các bạn cũng lựa chọn theo đúng cái đặc thù của đơn vị mình. Sau đó thì các bạn lưu lại, ghi và các bạn xuất XML ra một file XML để các bạn nộp lên cổng thông tin điện tử eTax của cơ quan thuế trên cái hệ thống này. Đó, như vậy là vừa rồi là tôi đã chia sẻ với các bạn là cách các bạn nộp cũng như là cái thời hạn nộp cái giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2024 này. Nếu đơn vị các bạn nào mà chưa nộp thì các bạn nhanh chóng nộp trước ngày 30 tháng 9 để được nhận cái ưu đãi gia hạn thuế và tiền thuế đất theo Nghị định 64 này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và nếu các bạn nào mà có vướng mắc trong quá trình làm thì có thể để lại video, xin lỗi các bạn, là để lại comment ở dưới video này. Tôi có thể sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.